nếu mà em như người ta mà con gái của em đã giật chồng của mình thì chắc có lẽ là em sẽ không bao giờ nhìn mặt con gái của mình lúc mà em gặp lại con gái đó thì thương lắm tại vì nó còn rất mới lớn mà ông cường thì lời lẽ ông ấy rất là ngọt nên là mấy dụ dỗ nó rất là dễ con gái mới lớn mà chỉ cần xe xua một cái thôi ông ấy bỏ tiền ra thì nó nhào vào liền chứ không có gì bây giờ nó về nó hối hận thì cũng đã muộn rồi đã cổng về một bụng bầu khá là to Di Linh rất vui gặp lại quý vị và các bạn nha. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Trước khi vào câu chuyện, Di Linh xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn luôn luôn được bình an và thành công trong cuộc sống. Di Linh cũng không quên xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã gửi câu chuyện về cho Di Linh đọc lại cho mọi người nghe. Trong khung giờ phát sóng hôm nay, Di Linh xin mời toàn thể quý vị và các bạn nghe một mẫu chuyện có tiêu đề cha dượng đi công tác đưa con riêng của vợ đi du ý vì nguyên tắc cộng đồng nên tên nhân vật trong câu chuyện di linh đã thay đổi tạm thời di linh đặt cô gái này tên lan anh nha quý vị rồi bây giờ di linh xin mời toàn thể quý vị và các bạn nghe bạn lan anh kể câu chuyện của bạn nha em xin chào anh di linh em xin chào toàn thể mọi người em tên là lan anh năm nay em 40 tuổi gia đình của em trước đây có năm thành viên gồm có ba mẹ em anh trai em em gái em và em gia đình của em ở Bỉ Thoa, tiền giang năm 18 tuổi em lên thành phố hồ chí minh em làm công nhân em làm việc được một năm em có quen nam thanh niên anh ấy tên là bảo gia đình anh ấy có ba thành viên gồm có ba mẹ và anh bảo gia đình của anh bảo ở cây lậy tiền giang hai đứa em quen nhau và tìm hiểu nhau được một năm hai đứa em tiến tới hôn nhân bên gia đình anh bảo cũng khá giàu nên đám cưới của tụi em làm rất là long trọng gia đình họ hàng của em cũng đỡ mặt vì em đã có chồng giàu bên gia đình chồng làm nghề buôn bán gạo nên là lúc mà tụi em cưới nhau rồi thì vợ chồng em cũng nói bước ba má chồng là đi buôn gạo khi mà tụi em mới cưới đó thì tụi em sống rất là hạnh phúc tại điểm lúc đó đó tụi em tiền bạc rất là dồi dào khi mình có tiền rồi đó thì cuộc sống của mình rất là thoải mái trong thời điểm lúc đó thì vợ chồng rất là hạnh phúc khi mà tụi em cưới nhau sau một năm thì em có được một bé bi đó là một bé gái ba má chồng em thì lại thích con trai nhưng bây giờ em mang thai con gái là trước tiên thì ba má chồng là không vui rồi em thì cũng mới sanh đứa đầu lòng thôi Lúc em sanh được một bé gái rồi thì vợ chồng em cũng lên kế hoạch là một năm sau là em tiếp tục sanh thêm một bé nữa hy vọng là một bé trai là em sinh con gái đó thì giữa em với ba má chồng là trong nhà hình như là không bất đồng Chủ điểm cái là tâm trạng không vui ông bà cầu mong là đứa cháu trai đồng lòng bây giờ trời phật đã ban cho em được một bé gái đối với em đó con trai hay con gái gì cũng là con của em con em nó rất là đẹp gương mặt của bé nó sáng long lanh giống như một viên ngọc nên em quyết định đặt bé tên ngọc chồng em thì cũng không vui giống như ba má chồng nhưng mà đỡ hơn là chồng em còn quan tâm đến em còn ba má chồng thì không quan tâm đến em giống như ngày xưa Thời đến lúc đó thì vợ chồng em cũng thường xuyên lục đục Cũng nhẹ nhẹ thôi Vấn đề tiền bạc Trong khoảng thời gian mà em sinh con thì em ở nhà Thì em đâu có làm việc ra tiền Cái gì cũng sai bằng tiền Lúc mà em mới sanh đó thì má chồng đi chợ Nhưng mà lúc mà em sinh con được 3 tháng đó Thì cái chuyện mà đi chợ búa là do em lo Vợ chồng em thì vẫn sống chung với ba má chồng Mà mỗi lần em đi chợ đó thì má chồng đâu có đưa tiền Mỗi lần em kêu chồng em đưa tiền thì chồng em cầu nhậu Chồng em đưa một triệu thì hai ba ngày thì đã hết tiền đủ thứ tiền cái gì cũng là tiền hết nên là một ngày xài hai ba trăm ngàn là chuyện bình thường thôi chồng em đưa một triệu thì phải ba ngày em kêu chồng đưa một triệu khác thì lúc đó chồng cầu nhậu chồng em nói là xài tiền như nước ở nhà bốn thành viên chi phí một tháng như vậy đó là mười mấy triệu mỗi lần mà em kêu chồng em đưa tiền thì chồng em lầm bầm nói là xài tiền nhiều tiền ít một hôm đó thì có mất kêu chồng đưa tiền mà em cũng đâu có tiền đâu nên là em cũng chẳng đi mua cái gì hết sáng hôm đó mẹ chồng em đi tập dục một tăng về bà dở son ra thì thấy là cơm có nấu nhưng mà chẳng có gì ăn bà mới hỏi sao mà không đi mua đồ ăn Được. em mới nói với lần kêu anh bảo đưa tiền đi chợ mua đồ ăn anh ấy nói là xài tiền nhiều quá mà má cứ nghĩ đi anh ấy đưa một triệu xài ba ngàn đối với gia đình mình đó ăn thì cũng sang người ta một ngày ba trăm ngàn thì nó cũng vừa đủ gói ghém thôi mà anh bảo nói là đưa một triệu xài hai ba ngày hết anh bảo nói là xài tiền nhiều quá hôm nay thì con quyết định là không kêu anh bả đưa tiền nữa mà con cũng chẳng đi chợ mua đồ ăn luôn bởi vì con đâu có tiền đâu đi mua lúc đó mẹ chồng mà móc ra đưa em 500 mẹ chồng kêu em đi chợ lúc đó em cũng giận em định là không đi nhưng mà thôi mình làm dâu mà mình phải chiều lòng ba má chồng thôi bây giờ có giận chồng thì cũng phải lo cơm cho ba má chồng em đi ra chợ mua chỉ có trăm ngàn thôi em cầm 400 về trả lại cho mẹ chồng rồi thì 100 ngàn mua đồ ăn đó thì ăn đúng ngày đó thôi ngoài ra là ngày hôm sau thì chẳng còn những gì để ăn thì sáng hôm sau em cũng chẳng kêu ai đưa tiền hết ai đưa thì đi chợ còn không đưa thì thôi ngày hôm sau thì ba với chồng em đi đám nên ở nhà chỉ còn hai chồng thôi chồng cũng không đưa tiền em cũng không kêu luôn chồng đi làm cho tới trưa về đó thì không có cơm chồng em mới giận lên chồng em cũng nặng nhẹ em nhiều lắm lúc đó mới tức là em mới nói là tôi ở trong nhà này tôi làm một xin không ăn lương bây giờ ai đưa tiền thì tôi đi chợ còn không có tiền thì lấy gì tôi đi mua lúc đó chồng em mới bắt bẻ nói em là nói chuyện móc hồng này kia nọ thì không có tiền mua đồ thì kêu em mới nói là, là mỗi lần mà kêu anh đưa tiền đó anh nói xài tiền nhiều tiền ít Nên hôm nay tôi không cần kêu luôn để ép tới đó tôi không đi chợ mua đồ nữa ai mua về tôi nấu còn không mua thì thôi mày mới giận lên chồng em mới nói nếu mày ở trong nhà mày làm dâu mày không đi chợ mua đồ ăn thì mày sống trong nhà làm gì lúc đó em quạo lên rồi em mới nói là bây giờ tôi không cần sống trong nhà này nữa nhà này giàu lắm tiền nhưng mà cứ để dành tiền đi rồi múc chết đem chôn theo tôi về đây làm dâu tôi không làm ra tiền thì làm gì có tiền mà đi mua đồ ăn mà mỗi lần tôi kêu anh đưa tiền thì anh nói là xài tiền như nước thì bây giờ đó anh muốn biết xài tiền như thế nào thì anh tự đi mua về nấu ăn khi em nói trả treo vậy đó thì chồng em mới tức lên và mới dến cho một bạc tay khi mà chồng em tấp em bạc tay rồi đó chồng mới xách xe chạy đi thì ở nhà đó em khóc của lu lo phù hồi em tức lắm rồi em quyết định là cúng quần áo mẹ con em em bỏ đi thật sự lúc em bỏ đi đó là trong túi em được 400 trăm ngàn lúc đó thì em mới về gia đình em mà nhà em thì nghèo về ba mẹ đó thì cũng đâu có xin được tiền nhiều em chạy qua nhà mà người chị bạn gì em mới mượn chị ấy mấy triệu nhà chị ấy thì khá lúc đó em cũng nói thật với chị là bây giờ cuộc sống vợ chồng em đó sống mà lục đục vậy đó nên là em cũng muốn bỏ đi chị ấy mới hỏi là chuyện vợ chồng mày rồi hôn thú hôn thiết sao em mới nói tụi em đám cưới rồi đâu có làm giấy kết hôn gì đâu tụi em bây giờ sống vợ tạm trung hà bây giờ chỉ dính níu nhau là một đứa con này thôi bây giờ em ra đi là chẳng có dính níu gì hết chị ấy mới cầm đưa cho em 10 triệu chị nói tôi cho mày đó chứ khỏi mượn đúng đó thì em biết ơn chị nhiều lắm mà có 10 triệu rồi em mới về nhà ba mẹ em em mới mượn hộp khẩu của ba mẹ đó em đi ra xã làm đơn xin việc làm lúc đó thì ba mẹ hỏi em là bố con định đi làm hay sao mà làm đơn xin việc làm lúc đó thì em giấu ba mẹ luôn em mới nói là con làm hờ trước thôi tại giờ con của con được 5 tháng rưỡi rồi đó mốt chắc có lẽ là con của con được 6 tháng thì con sẽ đi làm trở lại nhưng mà lúc đó thì ba mẹ đâu biết là giữa vợ chồng em lục đục đó khi em ra xã làm đơn xong rồi thì em cũng cầm hộ khẩu đó về trả lại cho ba mẹ cũng nói với ba mẹ là em đi về nhưng mà lúc đó thì ba mẹ đâu nghi ngờ gì em cũng đâu có nói là em về đâu rồi em cũng ra bắt xe đi thẳng lên sài gòn trước đó, đó thì em làm sài gòn mà cũng rành được đi nước bước đến sài gòn bây giờ thì có 10 triệu rồi lên sài gòn thì sinh sống thì nó cũng dễ dàng thôi em đi lên tới bến xe miền tây em cũng kêu xe ôm chở em về tới khu trọ mà trước đây em từng ở thì em mới có chồng cũng hơn một năm thôi nên lúc đó khi mà lên tới nhà trọ đó thì rất may là còn được mấy căn trọ trống em mới thêm một căn phòng trọ à, cũng gần căn phòng mà trước đây em ở tại vì em ở khu vực đó cũng được một hai năm nên là mình sống ở chỗ đó mình thấy là an toàn an ninh tốt đó nên là bây giờ em cũng dẫn đến đó để mà thuê trọ thì lúc em lên thuê trọ đó là em lên quận bình tân em thuê trọ lúc mà em lên thuê trọ đó là thời điểm lúc đó con em được 5 tháng rưỡi em mới đi tìm chỗ mà giữ trẻ đó em gửi bé thì rất may là em đã gửi được bé khi mà em tìm được chỗ gửi trẻ rồi thì em rất là vui mừng lúc đó thì em mới cầm đơn xin việc làm đó em xin vào một cơ sở chứ không phải là công ty lớn cơ sở đó có gần trăm người cơ sở đó cũng ngay dài nói chung là chỗ đó lương bổng thì rất là ngon trước đây thì em cũng đã từng may dài nên bây giờ em vào trong đó trình việc đó em cũng có tài nghề rồi đó nên là vào thử việc thì người ta cho em may khi em may vài đường người ta thấy ok rồi thì quản lý đã nhận em vào làm việc lương thử việc đó là được 7 triệu à, so theo những công ty khác thì ngon hơn nhiều tăng ca thì tính riêng khi em vào đó làm việc được 4 tháng thì thời điểm đó là tết rồi tết năm đó em cũng không về quê luôn mà ở trong phòng trọ ăn tết phòng trọ khi em xin vào trong cơ sở để em làm việc đó em làm rất là bền luôn em làm 12 năm con gái em cũng đi học hành đàng hoàng trong 12 năm đó đó em chỉ về quê là ngày lễ với ngày tết để thăm ba mẹ còn những ngày thường thì em đi làm công dân ở sài gòn khi mà con em được 12 tuổi rồi mà con gái đó 12 tuổi nó cũng trổ mã lên nói chung cũng tròn trẻ cũng lanh lẹ lắm rồi lúc đó thì con gái em cũng đi xin vào quê quán ăn á nói chung là con gái em tự xin việc làm thôi chứ em không ép làm thời điểm đó là cơ sở đó đã đổi chủ và một người chủ mới đến anh ấy tên là cường lớn hơn em 2 tuổi mà ngày ngày làm việc đó thì người chủ mới đó quan tâm đến em nhiều lúc đó thì em cũng cứng tuổi rồi ba mươi mấy tuổi nhưng mà so theo với các bạn đó thì lứa tuổi đó thì em trẻ hơn nhiều thêm cái phần là em đẹp gái đó rồi có một đứa con rồi bây giờ thì cũng sửa sản chút xíu nên là cũng sắc nét nên đã lọt vào mắt của người quản lý đó là người chủ mới ngày ngày em làm việc thì anh cường quan tâm em từ ly từ tí từ miếng ăn cho đến lúc mà đưa về ngày nào cũng vậy hết tụi em quen nhau được một năm rồi hai đứa em mới về sống chung như vợ chồng thì em mới về nhà anh cường sống thì nhà anh cường cũng ở quận bình tân khi mà tụi em về sống chung rồi thì em cũng lên làm quản lý chứ không còn làm công nhân giống như trước đây em lên làm tổ trưởng ngày ngày thì công việc của em thì rất là thuận lợi tại vì chồng em tạo điều kiện cho em để em có công việc tốt nhất từ lúc mà em về sống chung với anh cường 3 năm sau mà lúc đó đó con gái em cũng được vào công ty làm việc chung em lúc đó thì anh cường thường xuyên đi hà nội đây công ty mẹ ở ngoài hà nội anh cường là gia công của công ty mẹ mỗi lần mà có mẫu dài mới về thì anh cường phải đi công tác ra hà nội thời điểm lúc đó thì cuộc sống mẹ con em thật là thoải mái về nhà anh cường sống thì mọi thứ rất là tốt đi làm thì đi xe hơi ở nhà cũng có xe máy đi mua đồ hay là đi chơi thì cũng đi xe máy bình thường nhưng mà đi làm thì hai vợ chồng và đứa con đi làm thì đi xe hơi anh cường trước đây cũng đã ổ gái một đời vợ anh cường cũng có được một bé gái mà bé gái thì theo bên mẹ anh cường sống một mình anh cường cũng thương con gái em lắm tại điểm lúc đó là con gái em đã hơn 18 tuổi hôm đó là chiều thứ bảy cả nhà đi chơi ngày hôm đó thì bé ngọc xin em là đi đà lạt chơi một tuần em cũng cho tiền để cho bé ngọc đi chơi tại vì từ đó giờ đó em chưa cho bé ngọc đi đâu chơi xa nên bây giờ cũng có tiền bạc thoải mái rồi À, cho con một ít cho con đi chơi Đà Lạt cho biết cái người ta. Tối hôm đó thì gia đình đi cà phê xong rồi về thì con gái cũng chuẩn bị mọi thứ. Sáng hôm sau đó gia đình cơm nước xong hết rồi thì con gái mới đi ra Đà Lạt chơi. Thì qua tới thứ hai, chiều thứ hai đó chồng em mới nói là đi ra Hà Nội đi công tác. Chồng em đó hầu như là tháng nào cũng đi công tác ngoài Hà Nội hết. Thì bây giờ chồng em đi thì chuyện bình thường thôi đâu có vấn đề gì em cũng không có nghĩ ngợi gì hết thì em cũng chuẩn bị mọi thứ cho chồng đi ở nhà chứ còn mình em thôi ngày ngày thì em cũng đến cơ sở để quản lý chồng em đi công tác được 4 ngày thì có một người bạn của em đã điện về cho em bạn của em mới nói là thấy chồng em với con gái ở ngoài hà nội mà hai người cầm tay đi chơi khi mà người bạn em nói vậy đó thì em rất là ngạc nhiên tại vì người bạn của em đó là làm trong công ty của vợ chồng em luôn nhưng mà người bạn của em là xin phép về quê để lo đám cưới cho con trai nên là người bạn của em mới vô tình thấy chồng em và con gái đang cầm tay đi ngoài đường ở ngoài Hà Nội. Thì bạn em cũng ở ngoài Hà Nội. Bạn em nói vậy đó thì em mới hỏi bạn em là bây giờ bạn còn thấy là chồng mình với con gái mình đang đi ở trên đường hay không? Bạn ấy nói là còn. Em mới nói là bây giờ bạn chuyển qua camera để cho mình nhìn thấy chồng mình và con gái mình. Bạn ấy đứng rất là xa nên là nhìn thì chốc dáng thì nhìn ra. Nhưng mà gương mặt thì đâu có nhìn ra được tại vì nó quá xa đó. Em mới nói với bạn ấy là coi chừng chồng mình biết bạn nên là bạn cẩn thận đi lại gần chồng mình bạn dám cố gắng làm sao chụp được một hai tấm hình hoặc là quay một đoạn clip gửi giùm mình để mình xác nhận có phải là chồng mình đang đi với con gái mình hay không lúc đó thì bạn ấy cũng dám cố gắng liều mình tiếp cận chồng mình và con gái mình quay phim mà cái cự ly rất là gần mà lúc đó thì chồng mình không phát hiện chồng mình với con gái mình ngồi ôm nhau ở trên một băng ghế mà bạn ấy quay nhiều góc độ lắm nên là mình thấy rõ mặt con gái mình và chồng mình khi mà em xem được những hình ảnh mà bạn em gửi về đó thì lúc đó tay chân em bụng rụng hết lúc đó em mới gọi điện thoại cho con gái thì con gái đã tắt máy điện cho chồng chồng cũng tắt máy thì bây giờ không còn chối cãi gì hết hai người đã tắt máy một lúc thì đồng nghĩa là hai người đi chơi với nhau rồi khi mà em gọi con gái không được và gọi chồng không được thì em tức tiếu lắm em mới hỏi bạn em là bây giờ tôi cần mua vé máy bay bay ra hà nội liền có được hay không bạn em mới nói được quan trọng là mình mua vé đó thì có chiếc máy bay nào chống đó còn ghế trống thì mình lập tức đi được liền còn nếu mà không có ghế trống thì mình phải chờ thì rất may là có một người người ta mới trả vé lại để người ta chờ ngày đi lúc đó thì em lập tức mua cái vé đó và em đi thì không kịp em quần áo luôn từ ở công ty đó bắt ráp đi tới sân bay rồi em bay ra hà nội khi mà em bay ra tới hà nội rồi đó thì người bạn của em đã mất liên lạc với chồng và con gái em tại vì họ lên xe hơi đi rồi nên là người bạn không có bám theo kịp khi mà ra tới Hà Nội rồi thì cũng chẳng có miếng thông tin nào nữa lúc đó mới gọi điện thoại cho con gái thì con gái đã tắt máy điện cho chồng chồng cũng tắt máy khi em gặp bạn em thì chơi một chút thôi thì em cũng tìm cách mua vé rồi trở về Sài Gòn trở lại trong vòng một ngày một đêm em đi ra Hà Nội rồi trở về Thành phố Hồ Chí Minh lúc đó thì tâm trạng em buồn dữ lắm sáng hôm đó thì em về tới nhà rồi cũng tắm rửa thôi rồi đi vào công ty chứ đâu được nghỉ ngơi gì đi vào công ty đó em mới điện thoại cho chồng thì điện thoại đổ chuông em hỏi chồng em là hôm qua nay làm gì thắt máy mà gọi không được chồng em mới nói là họp nên là đâu có thể nào mở điện thoại lên thì thật sự đó họp thì phải thắt máy thiệt chồng em nói vậy thì em không thể nào mà nói được cái gì đi họp thì phải tắt máy là chuyện bình thường thôi em mới hỏi chồng em là chừng nào về chồng mới nói là ba ngày nữa mới về em mới gọi điện thoại cho con gái thì con gái vẫn tắt điện thoại có điểm bực bội lắm em thì liên lạc chồng được nhưng mà liên lạc với con gái không được nên là em rất hồi hộp không biết là con mình có xảy ra chuyện gì hay không mấy ngày đó đó em trông chờ từng ngày từng ngày thời gian trôi qua ba ngày thì chồng em ngoài hà nội trở về con gái thì bật vô âm tính gọi điện thoại thì không được tại vì tắt máy con gái em đi chơi 10 ngày rồi con gái mới về khi con gái em về đó thì em hỏi con gái là tại sao số điện thoại của con mẹ gọi không được con gái em mới nói điện thoại của con á nó bị mất mạng rồi bây giờ con về thì một lát nữa con phải đi ra thế giới động đó con làm mạng lại vẫn còn cái điện thoại nhưng mà sim thì gọi không được khi chồng và con về rồi thì bây giờ em cũng không biết bắt đầu từ đâu để hỏi chuyện hai người hiện tại bây giờ thì mẹ con của em đang sống bên nhà chồng nếu bây giờ em quậy lên liền thì chắc chắn là mẹ con em sẽ ra được mà bây giờ thì tiền bạc đó em cầm trong tay cũng chưa được nhiều lắm em cũng muốn là kiếm một ít tiền của chồng rồi mẹ con em sẽ ra đi chứ không được ở bên chồng nữa thời điểm đó là em luôn ăn cần chăm sóc chồng em cũng dụ chồng chuyển cho em mỗi một tháng một ít ít hôm đó thì em mới nói với chồng là em dự định là mua miếng đất đó em cũng chụp hình miếng đất đưa cho chồng em coi thì thật sự miếng đất đó bán luôn chứ không phải là miếng đất của người ta có cẩm bản bán đàng hoàng có số điện thoại của người ta luôn em đến đó chụp rồi em cũng liên hệ bên cái người bán đất thì em biết được giá cả đó là người ta bán là hai thị tư mà cái địa hình chỗ đó thì rất là ngon và em quyết định là bàn với chồng em là mua miếng đất đó thì lúc đó là chồng em tin tưởng em nên là chồng em cứ đưa tiền cho em đi mua nhưng mà thật sự thì lúc đó em đâu mua đất khi mà chồng em đưa tiền thì chuyển qua tài khoản đó thì em cứ giữ im trong tài khoản của mình khi mà em đã cầm tiền được trong tay rồi em mới hỏi chuyện con gái em chứ không hỏi tới chồng em đưa hình của con gái em với chồng em đó cho con gái xem thì lúc đó con gái em đỏ mặt em mới hỏi con gái em là con đến với ba dượng từ lúc nào con gái em mới nói là hai năm rồi em mới hỏi hai năm qua đó ba dưỡng cho con được bao nhiêu tiền con gái mới nói là ba dưỡng cho chắc cũng bảo 3 tỷ em hỏi là bây giờ tiền đó con còn giữ hay không hay là xài hết rồi con gái mới nói là có 2 tỷ mấy em nói bây giờ đó một trong hai con đường con phải lựa chọn một là con đi theo mẹ là con còn mẹ còn hai con sống với ba dưỡng thì từ đây sắp tới là không còn mẹ con gì nữa lúc đó thì con gái em mới nói là con gái thương ba dưỡng em mới nói một rừng không bao giờ hai cọp ba dưỡng của con là chồng của mẹ ở ngoài đường thiếu trai về đàn ông sao con không quen mà lại quen ba dượng nếu mà ba dượng là người của con đó mẹ quen đó thì con nghĩ như thế nào lúc đó thì con gái im lặng em mới nói bây giờ con suy nghĩ thật là gấp đi mẹ không còn thời gian nhiều nếu bây giờ con quyết định đi theo chung với mẹ thì mẹ con mình đến một nơi nào khác để sinh sống làm lại cuộc đời không ai biết chuyện này xảy ra còn nếu mà con quyết định ở bên ba dượng của con thì mẹ sẽ bỏ đi. con gái em trả lời một câu ba dượng có nhiều thứ mẹ chưa biết khai thác nên là con khai thác được. À, con quyết định là ở với ba dượng. tại vì ba dượng thương con rất là nhiều. em mới nói được rồi. con bây giờ trưởng thành rồi. thì con muốn làm sao đó con làm. nhưng mà mẹ cũng muốn nhắc cho con biết. bây giờ ông ấy chán mẹ đến với con. sau này ông ấy cũng chán con và tìm cô gái khác. mẹ cảnh báo cho con từ thời điểm lúc này để con biết nếu mà con đi theo với mẹ thì mình làm lại cuộc đời con sẽ tìm một người thằng ông khác rồi sống hạnh phúc với họ còn con người của ba dưỡng của con trước kia thì ông ấy thương mẹ bây giờ ông ấy thương con thì sau này ông ấy sẽ thương những cô gái khác hồng liên cúc ngọc gì khác thì làm sao con chịu nổi bây giờ đã con bỏ ông ấy từ thiệp này vẫn còn kịp lúc đó thì con gái của em không phải chịu đi tối hôm đó chồng em đi làm về em mới nấu bạch tẹt ra chuyện đó em đưa hình ra cho hai người xem lúc đó em mới nói với chồng em cái số tiền mà ông đưa tôi để mua đất đó. Đáng lẽ là tôi mua đất nhưng bây giờ chuyện này đổ bể ra rồi. Thì cái số tiền đó tạm thời tôi sẽ giữ số tiền đó. Cũng giống như là trong một khoảng thời gian tôi làm trâu làm mồi ở trong công ty ông. Bây giờ đó ông đến với con tôi rồi. Thì tôi cũng hy vọng là hai người sống hạnh phúc. Một lát nữa tôi sẽ ra đi. Tôi sẽ trả ông lại tự do. Ông tự quyết định cuộc sống của mình. Em mới nói với con gái em. Con cũng đã đủ tuổi trưởng thành. Con biết cái nào đúng sai. Và những gì mẹ đã nói cho con. Giải thích cho con hiểu thì mẹ cũng hy vọng là con sẽ sáng suốt cái lựa chọn của mình lúc đó em nói xong rồi thì em cũng vô phòng cuốn hết quần áo của mình rồi kéo qua ly ra khỏi nhà em cũng ra kêu taxi rồi đi đến khách sạn tạm thời thì em ở khách sạn trước rồi từ từ tính tiếp lúc đó thì em rất buồn không biết là mình phải đi đâu lúc đó thì em buồn lắm và em cũng muốn xa rời sài gòn em mới trở về quê bên gia đình ba mẹ của mình nhà ba mẹ em thì cũng lụp sập lắm khi về quê thì em cũng có số tiền rồi đó cung cấp nhà cho ba mẹ rồi nói chung á em với anh hai hùng hạp lại chăn nuôi cái vụ đầu tiên về đó thì thật sự đó em bỏ vốn ra cho anh hai em làm anh hai thì có công còn em thì có vốn anh em làm được thì cứ chia ra anh em ruột mà nên là em có tiền thì giúp cho anh có công việc làm lúc đó thì anh hai em rất là giỏi về chăn nuôi khi mà anh ấy chăn nuôi như vậy nó rất thân lợi lúc đó thì trời phật cũng thương em khi em xả cơ thất thế trở về quê em chăn nuôi cá cha đó rất là thuận lợi nuôi mà nuôi với bè đó làm cũng thuận lợi lắm hai anh em hùng hạp làm được hai năm thì một đứa vậy kiếm cũng được một tỷ mấy thì một tỷ mấy đó đối với người ta thì không nhiều nhưng mà đối với bản thân em thì nó cũng khá là nhiều cuộc sống của em đó mà có một tỷ mấy trong tay rồi thì cuộc sống rất là an nhàn bây giờ chỉ cần gửi ngân hàng và lấy tiền lãi ra mà xài thôi em cũng gửi ngân hàng một ít thôi một ít cũng chẳng hùng lại với anh trai với anh em tôi em thế đất rồi đầu tư múc ao và chăn nuôi ở trên ao chứ không còn nuôi bè nữa lúc đó ba mẹ của em cũng cho miếng đất đó rồi em cũng cắt nhà từ lúc mà em chia tay với chồng sau của em em về quê đó là hai năm rưỡi lúc đó thì con gái em đã mò đầu trở về thân hình ma dại mang cái bụng bầu trở về quê con gái em khóc lóc nhiều lắm nhưng mà lúc đó thì con gái em cũng có trong tài khoản cũng được mấy tỷ đó nhưng mà con gái em khóc lóc vì bây giờ ông ấy đã có một cô gái khác khi mà con gái em về thì con em mà làm sao bỏ được con gái mang thai đó là cha ngoại của em là không chối cãi hai mẹ con em đã đi chung một con đường bây giờ thì cũng trở về chung cội nếu mà em như người ta mà con gái của em đã giật chồng của mình thì chắc có lẽ là em sẽ không bao giờ nhìn mặt con gái của mình lúc mà em gặp lại con gái đó thì thương lắm tại vì nó còn đứt mới lớn mà ông cường thì lời lẽ ông ấy rất là ngọt nên là mấy vụ dỗ nó rất là dễ con gái mới lớn mà chỉ cần xe xua một cái thôi. Ông ấy bỏ tiền ra thì nó nhào vào liền chứ không có gì. Bây giờ nó về nói hối hận thì cũng đã muộn rồi. Đã cổng về một bụng bầu khá là to. Từ lúc con gái em về đó, ba tháng mấy sau, thì con gái em đã đã bụng đi xanh Một cái gái nữa, em cũng có nhà cửa riêng. Còn mẹ con sinh sống ở đó. Mỗi một lần dấp ngã như vậy đó, mình muốn đứng vững trở lại rất là khó khăn khi mà con gái em về sanh đẻ cứng cát rồi đó em thì ở nhà giữ cháu ngoại còn con gái em thì à, theo cậu hai ra ngoài ao để chăm sóc cá ngoài ao thì cũng có thuê hai người giúp việc ở ngoài nói chung là bây giờ anh em của em đó nuôi ba bốn hecta cá cha nên là phải thuê người làm phụ nói chung là con gái em cũng siêng làm việc lắm em cũng hy vọng là con gái em dắp ngã một lần rồi thì sẽ trưởng thành hơn sau này thì em không biết như thế nào nhưng mà hiện tại thì con gái em rất là ngoan ngày ngày đó thì ra ngoài ao đó phụ cậu hai làm mọi thứ ở ngoài nói chung có ngày làm phòng tay phòng chân hết nhưng mà em vẫn để con gái em làm làm đi cho biết cực khổ hiện tại bây giờ thì con gái em nói chung là làm việc tốt với cậu hai giờ đang đúa lắm chứ không phải như ngày xưa thì trắng chẻo còn bây giờ tối ngày nó ra ngoài đồng ngoài ao đó nó cũng muốn tu tâm để làm ăn và hiện tại bây giờ nó đang đúa nhưng mà nó chắc ra chắc thật làm siêng lắm ngày nào cũng ra ao để phụ cậu gần đây đó là cá cha không có giá nên là anh em của tụi em bán cá cha đó thì một năm như vậy đó kiếp cũng một đứa vài trăm triệu thôi chứ không có được nhiều giống trước kia trước đây mà cái vụ đầu tiên mà anh em của tụi em bán đó là bán được một tỷ mấy là một đứa bảy tám trăm triệu còn bây giờ thì bán một đợt như vậy đó cũng có mấy trăm triệu thôi anh em chia ra cái phần giống tụi em bỏ vào nhiều anh hai thì bỏ công nhiều hơn anh em trong nhà mà cứ gồng qua gồng lại để mà sống thôi và vì nuôi cá cha mà bây giờ gia đình em đâu đổi, đổi đời mà cũng vì đồng tiền của ông cường mà gia đình em mới có tiền để xây sở tới hiện tại bây giờ thì cháu ngoại của em đã được một tuổi mấy rồi nói chung là gia đình của em bây giờ đã có được mọi thứ anh hai của em đã mua được xe hơi hiện tại bây giờ cuộc sống gia đình em đó cũng giàu có cũng gọi là nhất nhì ở sớm cho em hiện tại bây giờ thì gia đình em sống rất vui vẻ và hạnh phúc và câu chuyện em kể cho mọi người nghe đến đây đã hết rồi ạ à. rồi câu chuyện hôm nay chúng ta nghe đến đây đã hết rồi quý vị chỉ linh hẹn gặp lại của chú anh chị và các bạn những câu chuyện tiếp theo nha 拜拜。Bye bye.